hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một phiên bản XDS RX350 Presto. Chiếc xe đây là một phiên bản quốc tế các bác nhé, của dòng xe XDS. Xe màu vàng và được trang bị khung nhôm càng carbon. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và em đánh giá chiếc xe này trên 85% về độ mới. Xe có màu vàng đen, màu đen ở càng carbon các bác nhé, và cũng ở khung xe một chút những vạch sơn đen, cũng khá là nổi xe và khỏe. Đây là một dòng xe XDS RX350 Predator. Đây là phiên bản quốc tế của dòng xe đua XDS. Cọc yên nguyên bản của XDS, yên hiệu Pozogo, yên hiệu các bác nhé. Đây là hãng làm phụ tùng yên rất là nổi tiếng rồi. Đùi đĩa nhôm của Sora, đùi đĩa 2 tầng, gạt đĩa của Shimano Sora, củ đều của Shimano Sora các bác nhé. Nguyên bộ group của Shimano Sora. Đây bộ phanh 3 mảnh đây, phanh sau. Ghi đông cổ phốt của XDS. Càng carbon của XDS. Đây các bác có thể thấy những vân vân carbon đây trên càng. Với model này thì chiếc xe được trang bị càng carbon. Đây bộ phanh trước của Shimano Sora. Xe được người chủ trước nâng cấp lên bộ tay lock của Shimano Tiagra, cao cấp hơn Sora các bác nhé. Bộ tay lock 9 tầng bên lip đây của Tiagra. Bên tay phải là bên đĩa. Đĩa 2 tầng cho xe 19 tốc độ. Lốp của Michelin. Michelin đây các bác thể thấy đây là logo của lốp. Xe vẫn giữ được nguyên bộ lốp hiệu, khá là mới các bác nhé. Em sẽ quay thông số lốp. Đây 700x23C. Trên khung xe đây, trên đầu xe có ghi một mã số của xe khắc trên khung. Lốp sau của Michelin. Xe được trang bị ở củ đèn của Shimano Sora và 9 tầng lip. Xích và lip còn rất là tốt các bác nhé. Đấy, xích và lip đây. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora.
và gạt đĩa cũng của Shimano Soda. Bộ Mayer của Shimano cao cấp đây các bác. Của Shimano. Bây giờ em sẽ đo chiều cao size đứng của xe. Vâng, xe có chiều cao size đứng là 4 là 50. Của các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Và sẽ đi vào hoạt động. Kiểm tra hoạt động. Lên lít. Xuống lít. Chuyển động rất là tốt các bác nhé. Bên tay phải em là bên đĩa, đùi đĩa 2 tầng của Soda. Lên đĩa. Môi chuyển động của xe rất là tốt. Xe XDS RX350 Presto. Phiên bản có càng carbon. Xe quốc tế. Vâng, và vừa giới thiệu xong chiếc xe đua XDS RX350 Presto. Chiếc xe được trang bị khung nhôm càng carbon và nguyên bộ group của Shimano Soda và được nâng cấp lên bộ tay lắc của Shimano Tiagra. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 8.9 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chuông để xem những chiếc xe mới về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.